Ngày 11 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt quả tang một vụ mua bán vàng nhập lậu từ Campuchia vào An Giang. Trước đó, chiều 10 tháng 1, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang và tạm giữ hình sự hai nghi phạm Nguyễn Thanh Bình, 57 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, An Giang, và Trang Kiến Cường, 46 tuổi, ngụ thành phố Châu Đốc, An Giang, đang có hành vi mua bán vàng nghi là vàng nhập lậu. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tăng vật gồm 3 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 3 kg, nghi vấn vàng chính số 9 nhập lậu từ Campuchia, gần 170.000 đô và 700 triệu đồng. Tối cùng ngày, cơ quan điều tra đồng loạt khám xét khẩn cấp tiệm vàng Phúc Quang tại số 77 đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên, cùng hai địa điểm khác có liên quan đến nghi phạm Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường. Qua khám xét, công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, hơn 2,1 triệu đô, một số ngoại tệ khác, 25 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan. Công an tỉnh An Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh, số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang, đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.